bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa thiên đình một bài thơ kinh tình trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời chúc tụng lời ca danh Chúa thôi trọn một đời là tiếng hát dâng lên là điều đàn hòa tấu cùng tri ân bao cuộc chân để ca khen danh Chúa ngày lại ngày ngày nên thương đời con từ bình minh con dâng hết tâm tình cùng ca Chúa thiên đình một bài thơ kinh tình trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời chúc tụng lời ca danh Chúa thôi vì tình ngài tình bát ngát không gian tình diệu huyền gọi nắng đón mưa ra ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng một phần người ngài đỡ nhận đời con từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa thiên đình một bài thơ kiếm tình trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời chúc tụng lời ca danh Chúa thôi thank you.
trong yên tươi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim con tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa trả lời ta, có ân tình Thiên Chúa trái tim. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con tim được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim ông Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa trả lời ta, có ân tình Thiên Chúa trái tim. Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hoang lòng đời con sống chưa trả lời ta, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sông sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết tư tha nhiều. Cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim không tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa trả lời ta, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim không tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng đời con sống chưa trả lời ta, có ân tình Thiên Chúa trái tim. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Một hôm có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoàn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thuở ban đầu Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Cho nên sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Không có một nước nào thời Chúa Giê-xu quan niệm về sự cao trọng trong đời sống hôn nhân hơn người Do Thái. Hôn nhân là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, nên không thể bước vào đời sống này một cách bất cẩn và lơ là. Sách ngôn sứ Ma-la-khi thuật lại rằng Thiên Chúa ghét người nào bỏ vợ. Trong đời sống người Do Thái cũng đã có một quan niệm bàn thờ sẽ phải chảy nước mắt khi một người đàn ông không trung tín với vợ của mình. Chúa Giê-xu khi đối diện với những người Do Thái đang tranh luận về vấn đề ly dị trong hôn nhân, Ngài đã dẫn họ trở về với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa. Trong bối cảnh của câu chuyện sáng tạo, người nam và người nữ được tạo nên cho nhau chứ không cho ai khác. Nên sự kết hợp của họ là tròn vẹn, không thể phá vỡ, không thể phân ly. Lý do là ngay từ ban đầu họ được tạo nên là duy nhất, không có ai thay thế nữa. Đó là một nguyên lý nền tảng căn bản từ ban đầu. Cho nên mỗi một cặp vợ chồng từ bản chất sự liên kết của họ là không thể tan rã phân ly. Trong ý định ban đầu của Thiên Chúa và theo ngôn ngữ Kinh Thánh diễn tả, thì trong hôn nhân, người chồng dâng hiến và phó thác đời mình cho người vợ, và người vợ hiến dâng phó thác đời mình cho người chồng. Vợ chồng lúc đó trở thành sở hữu độc quyền của nhau. Và nhờ như thế, chúng ta hiểu được rằng sự kết hợp không thể phân ly của đời sống vợ chồng là sự kết hợp toàn diện, chi phối toàn bộ đời sống của họ, chứ không phải chỉ dành riêng cho một vài sinh hoạt trong đời sống hôn nhân và gia đình. Cho dù những sinh hoạt đó có quan trọng, thì cũng không thể lấn át sự kết hợp toàn bộ này. Cho nên khi đã bước vào đời sống hôn nhân, thì người đàn ông bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt, một sự sống là vậy. Nhưng mà hiện nay thực tế cuộc sống, người ta lại thường viền dẫn nhiều lý do riêng để đòi sự phân ly. Phân ly trong đời sống vợ chồng, hay là tự phân ly, tự tan rã, tự tách rời trong đời sống vợ chồng. Điểm thứ hai, đó là sự kết hợp không thể phân ly của đời sống vợ chồng nhằm giúp gắn kết sự kết hợp của hai cá tính, hai con người. Trong hôn nhân với ý định của Thiên Chúa, cả hai cần thấy, cần khám phá và làm cho thấy rõ sự bổ túc của hai cá tính con người trong đời sống của họ. Đời sống hôn nhân hôm nay lại có nhiều kiểu sống chung rất là lạ. Sống chung nhưng không thuộc về nhau và bổ túc cho nhau. Có người thì thống trị người bạn đời của mình về kinh tế để thỏa mãn nhu cầu tiền bạc, danh vọng và khiến cho người bạn đời của mình thành phụ thuộc, thậm chí là nô lệ. Sống chung nhưng không có hạnh phúc hay là hòa bình.
mà họ lại luôn tạo ra những xung đột và căng thẳng khi tự bới móc đào xới những vết thương để tạo nên căng thẳng và sự cãi vã trong đời sống gia đình. Họ sống chung nhưng không phải là sự tương trợ bổ túc chia sẻ, mà lại là sự cai trị, sự thống lĩnh đời sống gia trưởng và thậm chí là khoáng trắng công việc vô trách nhiệm. Rõ ràng những mối quan hệ như thế này là không phù hợp với ý định ban đầu của Thiên Chúa về đời sống hôn nhân. Và như thế người ta biết rằng hôn nhân không phải là con đường thu hẹp đời sống chúng ta lại trong những cái ích kỷ đó, nhưng là làm cho đời sống được phong phú và trọn vẹn. Cho nên đời sống hôn nhân với sự kết hợp giữa hai con người, hai cá tính là để làm phong phú và trọn vẹn cho nhau. Lời Chúa mời gọi chúng ta khám phá lại vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị ban đầu này của đời sống hôn nhân để điều chỉnh những sai lạc nguy hiểm mà có thể có, đang có hay đang dần hình thành trong đời sống hôn nhân và gia đình. Và có thể nói, sự kết hợp trọn vẹn không thể phân ly trong đời sống hôn nhân nhằm giúp con người biết sống giá trị đích thực của đời người là biết chia sẻ cho nhau trong mọi hoàn cảnh sống. Vì hôn nhân là sống chung hợp pháp với nhau. Sống chung hợp pháp sẽ được chúc lành và nên mối phúc lành cho xã hội loài người. Sống chung hợp pháp nên mới có trách nhiệm ràng buộc nhau. Sống chung hợp pháp là nơi chốn và là cơ hội giúp cho con người sống bản chất của mình. Con người có mối tương quan hướng về nhau và thuộc về nhau. Một bản chất biết quan tâm, biết chia sẻ với nhau. Sống chung hợp pháp không thể phân ly là mục đích cuối cùng của cuộc hôn nhân thành công viên mãn. Muốn hôn nhân thành công không gì khác hơn là vợ chồng luôn luôn nghĩ đến nhau, quan tâm đến nhau hơn là nghĩ về cá nhân riêng tư của mình. Nếu chỉ biết yêu mình và chỉ nghĩ về mình, không nên bước vào đời sống hôn nhân vì chắc chắn sẽ không thành công. Và như thế, nền tảng đúng đắn và căn bản của hôn nhân chính là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài dựng nên con người vì tình yêu và do bởi tình yêu. Ngài muốn thông chia tình yêu ấy cho con người. Ngài ban cho con người khả năng để yêu nhau. Con người hiện hữu cũng bởi tình yêu. Và đời sống hôn nhân giúp cho tình yêu của con người hiện hữu, sự sống của con người hiện hữu khi sống đúng mục đích của hôn nhân. Tình yêu thì không giữ riêng cho mình mà muốn chia sẻ cho người khác. Cho nên khi sống tình yêu hôn nhân thì tình yêu này sẽ khiến người ta quan tâm và nghĩ nhiều đến hạnh phúc của người khác hơn là của bản thân mình. Khi sống cho tình yêu trong hôn nhân, tình yêu sẽ khiến người ta biết quên mình phục vụ và biết thông cảm, tha thứ cho người khác. Và nhất là khi sống khía cạnh tình yêu trong hôn nhân, họ trở nên hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa, yêu và chết cho người mình yêu. Yêu là hiến dâng cho người khác để có được người khác. Yêu là chết đi cho người khác. Amen. Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Thật hình để cứu độ chân gian, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát một tình yêu.
hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Trần lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim Ngài ban đã từng giữa chân. Xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Từ bây giờ cho đến con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình Chúa thương cho lòng tôi rào rạt, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho tôi sẽ ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Ngày tháng năm tôi hằng mơ một điều, ngày với đêm tôi cầu xin thắm thiết, là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, cùng sư Chúa phúc cho tôi suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương
cha đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày còn phúc hơn ở trên gian mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc xuống cho tôi suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Đường Chúa ban ân tình thánh diệu vời, đường sương vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dẫn con đến nguồn suối lành, và xin Chúa dẫn con đi đến cùng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con. Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin. Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin. Trong tim con tràn dâng khôn vơi, bao no say muôn lời ân phúc, ôi linh thiêng mùa trời cao vút. Ha 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 ha
xin cho con quy hướng về Ngài trong tâm tình chiều mến không ngơi. Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao, tình của Ngài như sóng dâng cao. Chúa trong lòng con, xin cho con tiếp rước mình Ngài, xin cho con ôm ấp riêng Ngài. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào chan chứa dường bao. Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào chan chứa dường bao. Trong tim con tràn dâng khôn vơi, bao no say muôn lời ân phù, ôi linh thiêng muôn trời cao. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Lord, I love you.
trên đường cầu ngài liên kết
bền vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Cứu giúp, xin cứu giúp con.